Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, quê tôi Quảng Nam từ trong đổ nát chiến tranh vươn lên phát triển, nhìn về tương lai vẫn ánh lên sắc vàng của một niềm tin chiến thắng, quyết cùng cả nước chung tay xây dựng cơ đồ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đất Quảng Quê Tôi Khi Mùa Xuân Tới của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Nam, mảnh đất mà lưng tựa Trường Sơn, chân vươn ra biển cả, với vô vàn di sản của người xưa để lại, nay đã thành di sản văn hóa của nhân loại. Đó là Hội An cổ kính, mang trong lòng nó nhiều di tích quốc gia, cùng với những nếp nhà phố cổ, mái ngói rêu phong. Là Mỹ Sơn trầm mặc, ghi dấu một nền văn minh kiến trúc một thời rực rỡ, nay đã tàn phai. Là những câu ca mãi âm vang trong lòng người qua lời ru của mẹ. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Hay như dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Và Quảng Nam không chỉ có dấu ấn của người xưa, mà nay còn có tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng hiên ngang sừng sững giữa bao la mây trời, biểu tượng không chỉ là người mẹ xứ Quảng, mà còn là người mẹ Việt Nam, bằng bầu sữa mát lành nuôi các con khôn lớn trưởng thành ra đi cứu nước, cùng những con số mà tôi tin rằng ai là người xứ Quảng yêu quê mình thì không thể nào quên. Trên 65.000 liệt sĩ, trên 13.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần bằng 1/5 của cả nước. Trong đó có mẹ Nguyễn Thị Thứ đã trở thành biểu tượng sáng ngời lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam. Mẹ có 9 con, 2 cháu và người chồng là liệt sĩ. Trên 30.000 thương binh và trên mảnh đất này đã có gần 60.000 người con của các tỉnh thành cả nước đã ngã xuống trong suốt chiều dài của hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Mỗi tấc đất, mỗi thước sông trên quê hương xứ Cà Quảng đã thấm máu cha ông bao thế hệ mới giành lại được cuộc sống hòa bình hôm nay. Những năm qua, xứ Quảng đã vươn mình đứng dậy từ một địa phương nghèo khó vì hậu quả chiến tranh, thu nhập đầu người nằm trong nhóm cuối bảng của cả nước. Nay vươn lên xóa đói giảm nghèo, có nguồn thu ngân sách nằm ở tốp đầu của các tỉnh thành, bộ mặt đô thị ngày càng phát triển với hai thành phố và một thị xã, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn. Nông thôn ngày càng đổi mới, 100% đường xá, kênh mương thủy lợi được bê tông hóa, miền núi từng bước được đổi thay, có điện, có đường, có trường, có trạm. Với tôi, mỗi lần về thăm quê, lòng biết bao xúc động bồi hồi. Nhớ lại những năm gian khó hy sinh trong kháng chiến, cái sống, cái chết kề nhau trong gang tấc, bao đồng đội bên mình tuổi đời còn rất trẻ, đã ngã xuống mãi mãi không thấy hòa bình. Nhớ những năm khó khăn của thời bao cấp, lại bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, gây sự ở hai đầu đất nước, gạo không đủ ăn, phải thay bằng bo bo, sáng lát. Mà nay, được đi trên những con đường trải nhựa phẳng lì, được thấy những ngôi nhà mái ngói bê tông khang trang, không thua gì thành phố. Quảng Nam đã và đang nối tiếp truyền thống, trung dũng kiên cường, đi đầu đánh Mỹ, nay tiếp tục đi đầu trong xóa đói giảm nghèo, cùng cả nước quyết tâm vươn lên giàu có. Khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất thời kháng chiến, nay đi liền với khát vọng sánh vai cùng các cường quốc năm châu, bốn biển. Có một mùa xuân tươi đẹp hôm nay, tôi lại nhớ về những người đã nằm xuống, những người thân yêu trong gia đình và những đồng đội của tôi. Đồng đội bên tôi kiên trung đánh giặc, chặn địch bờ Nam, ngăn thù bờ Bắc, dòng sông quê vẫn son sắc vẹn thời. Đất nước hòa bình tôi trở về quê, bãi lúa nương dâu bờ tre sơ sát, vườn nhà tôi đạn bom thù cày nát, giữa yên bình bỗng ngân giọng hò khoan. Quê tôi, Quảng Nam, từ trong đổ nát chiến tranh vươn lên phát triển, nhìn về tương lai vẫn ánh lên sắc vàng của một niềm tin chiến thắng, quyết cùng cả nước chung tay xây dựng cơ đồ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại.